Xin chào mọi người đang xem live của ekip bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn ạ. Hiện tại thì em đang có mặt trong phòng phẫu thuật nha mọi người. Và bác Văn cùng ekip vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật ngực nhỏ đập túi Motiva nha mọi người. Khách hàng ngày hôm nay của em thì chọn túi Motiva và khách chọn size túi 3 cân mọi người ha. Chị khách này tìm tới bác thì với tình trạng vòng một cũng khá là nhỏ thôi và mong muốn của khách hàng là sẽ sở hữu lại một vòng một to tròn và sexy hơn. Khách cũng có chia sẻ là cũng chưa từng trải qua quá trình sinh nở gì đâu ạ. Đây mọi người, em chia sẻ cho mọi người xem hình ảnh vòng 1 của chị này trước khi phẫu thuật ha. Vòng 1 thì gặp cái tình trạng nhỏ thôi nha. Mình chỉ cần đặt túi vô thôi là ok rồi. Thì với mong muốn thì khách hàng này chọn đi đường nách mọi người ha, để giấu sẹo toàn bộ cái vùng ngực này luôn. Đây ạ, size 300 lên ngực như thế này ha. Mọi người cùng em xem kết quả nha. Sau 60 phút nè, mọi người có thể thấy là sau 60 phút làm á, thì khách hàng đã sở hữu được hai bên bầu ngực căng tròn sexy và có độ nhô rất là nhô mọi người ha. Khe ngực thì bác cũng có tạo lại khe cho khách hàng nè, cái khe này cũng rất là thích luôn. Khi mà mình kết hợp mặc áo định hình và ngồi dậy nữa thì cái khe sẽ trông rất là đẹp mọi người nha. Còn đường sẹo thì chọn ở đường nách thì cái sẹo nó sẽ nằm trong cái vùng nếp nách của mình mọi người ha. Đây ạ, em sẽ chia sẻ lại một lần nữa hình ảnh trước làm và hình ảnh sau làm nha. Chỉ sau 60 phút thôi thì đã có thể thay đổi được như thế này rồi đó mọi người. Chị em nào mà mình đang quan tâm dịch vụ nâng cấp phòng 1, mọi người có thể liên hệ ngay để được gặp trực tiếp bác Văn để thay đổi lại ngoại hình của mình nha. Rồi em xin phép là em quay thêm một vòng nữa thôi nha, để cho bác cùng ekip hoàn tất nốt cái khâu cuối cùng á mọi người, để chuyển khách hàng này về phòng hồi sức ạ. À.